quay alpha lên thắng điểm sau tìm sửa xe cánh. Thầy gấp vô luôn nha nè. Đang lắp ráp này ha. 71K5 nha anh em. Lên cục vàng luôn nè ha. Anh em nào muốn lên thắng đĩa trước sau mâm rider lớp nhôm qua tiệm xe Khánh ha, có bán có rách cho anh em luôn. Anh em tới địa chỉ tiệm ha, 462-15 đường 3 tháng 2, phường 2 quận 10 nha nè. Ở xa liên hệ Khánh ha, 0389910535. Khánh gửi hàng cho anh em. Xe đang lắp nè, còn lắp chưa bắt sẽ bắt vô nè ha. Lắp cho em bánh xe nó quay cho nó nhẹ. Bao nhẹ nha anh em. Này còn gấp chưa bắn ha, gấp sàn gấp bánh. Anh em nào muốn lên thắng đĩa sau mà bánh xe quay nhẹ không chơi đồng đền á, tao lắp dễ dàng hơn thắng đùm á, thì qua tiệm xe Khánh ha. Bao lắp ra ngoài cho anh em. Cục canh đàng hoàng nha anh em, không cần chơi đồng đền ha. Bánh xe quay rất là nhẹ, chính xác. Có chớ nha anh em. Đem chạy cho cái đĩa này nè. Đĩa này nó bóng lên, mòn bóng lên, trơn đó, nó chạy càng nhẹ nữa. Thời gian lắp ráp thì khoảng 1 tiếng nha anh em, khoảng 1 tiếng xong. Anh em tranh thủ tới sớm ha, tới khoảng 8 giờ tới sớm, tại vì xe đông nha anh em, làm nhiều chiếc nữa, phải một chiếc ha. Chiếc này cũng lên thắng đĩa luôn nha nè. Chiếc quay alpha quay A 2019. Chiếc đó lên đĩa trước, còn chiếc này lên đĩa sau ha. Rồi lên heo vàng. Còn bánh trước chưa đủ tiền lên nha nè. Đủ xe lên bánh sau trước ha. Có tiền là lên bánh sau bánh trước luôn. Gấp nó chưa bắn vô nên nó hơi cạ đây nè. Cạ chỗ đây nó hơi cạ chỗ gấp. Dầu dưới này kia vô hết rồi nha nè, xong xuôi hết rồi ha. Giờ chờ bắn gấp rồi nữa là giao xe. Anh em tới chỗ ngã tư Nguyễn Duy Phương 32 kế bên hông có siêu thị Sài Gòn nha anh em. Vô cái hẻm 462 số nhà 15 ha. 8 giờ mở cửa. Làm tới 5 giờ là nghỉ nha anh em. Chỉ nhận xe tới 5 giờ, còn sau đó thì vẫn làm nhưng mà ý là ít khi nào nhận xe nha anh em. Thôi, chào tất cả anh em ha. Chỗ này lên đĩa trước. Đang lên nha nè. Tay Brembo nè ha. Tay luôn phục trước luôn. Tay xịt. Còn chiếc Rider này là máy ha. Rider. Rider là máy. Ráp xong hết rồi nha nè. Nồi là máy. Chào anh em ha.